Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thì hôm nay chiếc xe của mình cũng được may mắn chưng dụng luôn để chở mấy bạn cá luôn ha. Coi như chắc tiền tỷ ở đằng sau á, chiếc xe này giờ còn có mấy trăm triệu thôi. Cố gắng chạy thật là êm nhẹ nhàng. Đây các bạn nha, xe này vừa chở đúng cái bạn cá mình thích luôn. Cũng hơi mệt nha, nãy tính chạy đi luôn rồi đó. Ăn hành rồi các bạn, mệt bánh xe. Đây chỗ giá luôn các bạn ơi, có thả liền vô nước luôn đâu. Do cái nước bên này và cái nước bên kia nó khác nhau, thời gian ngâm là khoảng chừng nửa tiếng đến một tiếng. Nói thật chung ra, nhà mình không có gì ngoài điều kiện. Không cho em nói luôn, nó muốn thể hiện. Đó bạn phải kỹ ha, cá mới về cho vô những cái tăng này nè để theo dõi. Đúng là hai cái màu mình cái con này cái lồng vẫy nó gọi là cái Fukurin. Con này cái Fukurin nó rất là đẹp luôn anh. Ôi nó đẹp. Rồi, anh đang bước một nha. Ok các bạn, thì hôm nay chiếc xe của mình cũng được may mắn chưng dụng luôn để chở mấy bạn cá luôn ha. Sau lưng cái cốp xe này là coi như chắc tiền tỷ đằng sau á, chiếc xe này giờ còn có mấy trăm triệu thôi. Mấy trăm củ thôi mà đang chở đằng sau tới tỷ mấy hơn ngoài đằng sau đó nha các bạn. Ok bây giờ mình sẽ đang đi qua cái farm ở kia, thì hai địa điểm này cách nhau khoảng chừng 10 phút thôi. Mình đang chở các bạn cá đằng sau đây. Cố gắng chạy thật là êm nhẹ nhàng đó, để không có bị tổn thương gì hết, tại vì tội nghiệp. Đây mấy bạn cá này là mấy cái bạn cá gọi là đẳng cấp xịn đó, thì cố gắng giữ gìn chút xíu. Ok, tới farm rồi đây. Đây các bạn nha. Ôi, trên này vừa chở đúng cái bạn cá mình thích luôn. Một màu cam, phải nói là cam cà rốt mà đỏ rực rỡ luôn, y như zombie, y như Dracula. Nhìn đơn giản thôi chứ cũng hơi mệt nha, nãy tính chạy đi luôn rồi đó. Tính chạy đi luôn rồi. Thấy kỳ quá. Em nãy anh tính đi luôn rồi em. Tính quẹo về Bình Dương luôn rồi. Vô đây cá mắc tiền hơn chiếc xe của mình nha các bạn. Em có lần chở hai con cá đi ship thì hai con cá đó nó mắc gấp đôi cái xe em. Quá đã. Hôm nay còn hứa với em là cho em lên tham quan cái chỗ anh á, em chưa có được lên. Ok em, xong việc đi, có dịp thì lên anh, chuyện nhỏ dạ. Mà em cũng rất là thích bò sát luôn á chứ. Lúc nào cũng welcome. Dạ. Ok bây giờ vô farm đi các bạn. Mấy cái chỗ này em chưa có dọn kịp á. Không sao, không sao, em đang trong quá trình hình thành thôi mà. Gần hôm nào mà mình xong hết rồi mình sẽ làm một cái hoàn hảo. Phải có chuẩn bị rồi này nọ xong mới hoàn thiện được. Đây các bạn nha. Thì hồi nãy như anh chia sẻ đó, là cá mới về chúng ta cần phải che chắn để nó đỡ nhảy ra ngoài. Đây là những cái hàng rào che chắn, do là đôi khi cái độ pH nó chênh lệch nó làm con cá nó bị ngứa mình đó, nó sẽ nhảy đó. Ba ghé ngược qua bên đó không? Trời, không ai coi cái bên kia lỡ người ta vét đi sao? Em gọi anh chạy ngược qua đó vét đi kìa, chết luôn. Bây giờ anh cứ về hả? Thì bây giờ em còn bắt cá em đóng nữa, thấy không? Dạ dạ. Chắc anh Nam chạy xe tới giúp Ok em. Ok. Alo. Không, chút nữa chở nữa, nhưng mà bây giờ đâu có quay lại đó làm gì. Mình còn đóng chắc nửa tiếng nữa. Thì chút xíu nữa gọi ổng quay lại tiếp. Anh. Ai, đâu có bế đâu. Ủa. Bây giờ lại lên đó rồi đó. Đâu?
Má. Bỉ mẹ nó. À lấy em lấy rồi em mình lại trước đi. Má cái này mà dính xuống dưới này khó ra lắm đó. Dính xuống này nè. Má con này mô này. Ủa sao nó leo lên được ta? Alo. Ủa. Cảm ơn em nhiều nhưng mà anh đang làm việc cái gì. Alo anh sao nha. Rồi ok cảm ơn em. Rồi. Cẩn thận nha anh em ơi. Con Hiếu lại đây nè. Con cá này mình thích nhất á. Phụ lông nè Hiếu. Lông nó lùng nó đâu có lên gió không. Đang quay đi video. Nói rồi lao lao rồi. Chết rồi. Ăn hành rồi các bạn ơi, mà bánh xè lấy cái chỗ giá luôn các bạn ơi. Không sao, làm trước này cũng được. Anh Nam có đi đâu thì lấy xe em đi. Không, được rồi, không dạ. Sao được. Đây các bạn, bây giờ mình đi lên đây đi. Để anh em khiêng mình đi lên đây, mình khe coi anh em quăng cá vô cái hồ để ngâm nước ha. Được không Đức ơi? Đây các bạn à, sẽ cá thả vô hồ này không em? Hai hồ này à. Thì do là ở đây mới được build thôi. Những cái hồ này nó mới được build thôi. Trong đây cái hệ vi sinh nó chưa được tốt, cho nên chúng ta nhìn cái chất lượng nước nó chưa có được đẹp ha. Hồ càng lâu càng già à, hệ vi sinh nó ổn định thì chất lượng nước nó sẽ càng đẹp hơn. Đó thì hồ này mới build thôi. Đầu thả cá. Ở đây cũng có thả một bạn thử nè. Test nước nè. Ở trong đây 80 xem mà bơm giếng á. Bật giùm em đó. Hello bờ gỡ anh ngoài cùng à. Hello có hàng đệ giữ nhà đó. Bạn thấy là quá trình thả cá là chúng ta chưa có thả liền vô nước được đâu, do cái nước bên này và cái nước bên kia nó khác nhau à, khác nhau về cái nhiệt độ, khác nhau về cái độ pH đó, cho nên là chúng ta cần một cái quá trình thả dưới đây khoảng chừng nửa tiếng một tiếng để cho cái nhiệt độ nước ở bên ngoài cái hồ này và cái nước bên trong con cá nó cân bằng lại chút xíu ha. Thời gian ngâm là khoảng chừng nửa tiếng đến một tiếng, sau đó chúng ta mới tháo bịch cho cá ra ngoài à. Đi xuống khiên này lên cơ hết. Bịch này chắc cũng phải mấy chục ký à, 40-50 ký à. Dạ cỡ đó. Quá quầy. Này em thả một em cảm tử quân trước rồi à, thấy dạ. Ổn định là bé này thả mấy ngày ta? Dạ em thả được 2 ngày rồi anh. 2 ngày rồi. Dạ. Em mà đúng không, thấy nó bơi tung tăng nhẹ nhàng là biết. Dạ thật ra thì là anh nhìn cái biểu hiện con cá nó sẽ giúp anh biết được là cái hồ nó có ok không. Ừ. Thì thứ nhất á, khi mà thả vô con cá này á, nó không có bị chết, không có bị đỏ mình. Ừ. Thì khi mà con cá mà nó có vấn đề gì đó thì nó thường là sẽ, cái chuyện đầu tiên mà mình thấy á, là cái da con cá nó sẽ rất là đỏ à. Nó nổi gân máu đỏ lên. Ừ. Và con cá nó sẽ nằm yên một chỗ, nó khép vây. Ừ. Dạ. Còn cái con cá này á, là em thả vô 2 ngày nay thì thấy nó vẫn bơi lội rồi tung tăng bình thường, không có vấn đề gì về sức khỏe. Dạ. Nghĩa là tạm an tâm về chất lượng nước rồi đó. Dạ. Mà thật ra là do bọn em có được những cái kỹ thuật riêng nên tụi em tự tin, tụi em mới dám thả một cái con size 80 để test nước à. Còn thật ra thì nếu mà đúng á, là chỉ nên thả những cái con nhỏ nhỏ thôi. Nếu mà trong trường hợp mà nó có vấn đề gì đó thì á, là mình cũng đỡ ấy hơn. Ừ. Nói chung ra... nhà mình không có gì ngoài điều kiện. Dạ, thả một cái con cá size 80 như vậy á, là thật ra cũng rủi ro. Mạo hiểm á. Dạ, nhưng mà tụi em tự tin là tụi em làm được cái chuyện này. Okay. Nên là tụi em thả để test luôn. Dạ. Khi mà chúng ta nắm được cái kiến thức cũng như là kỹ thuật cộng với lại những cái trang thiết bị mà chúng ta đã chuẩn bị ổn thả rồi thì hoàn toàn có thể tự tin các bạn. Không sao, có gì mình quay cái crumb á, tại vì cái crumb bên này nó mới, em mới lắp đặt nên là nhìn mọi thứ nó mới mẻ. Ừ. Là quay nhìn nó rất là đẹp. Ừ. Dạ. Ở đây được xây
xây những cái hồ lên. Hồ này cao bao nhiêu ta? Dạ, hồ này cao đến gần 2 mét đó anh. Gần 2 mét, dạ, cũng ngang ngang cái kia ha. Dạ. Ngang bên kia. Cái nền này đôn lên rất là cao, bạn thấy cái nền nhà tự nhiên ở đây nè. Rồi anh em làm cái hồ. Hả? Thấp thôi, cái làm cái hồ cao lên tới đây. Cái này là dựng cái sàn lên để đi trên này. Cái này chắc mình cũng phải đo độ pH được sẵn sàng hết rồi chứ. À, dạ, tụi em có test nước trước khi mà tụi em thả cá vô. Dạ. Ừ. Nói chứ là thật ra là giống như em nói vui với anh là em tự tin em thả test nước này nọ, nhưng mà thật ra là tụi em đã có một cái sự chuẩn bị. Ừ. Tụi em kiểm tra mọi thứ work ok hết tụi em mới mang cái con cảm tử quân này thả vô. Đúng rồi. Chứ không phải là tụi em cảm tính mà tụi em thích là tụi em thả. Dạ. Đâu có ẩu được. Đâu dạ. Có ẩu với chiếc Vios được. Dạ. Quá đã luôn. Phát xe của anh hả? Mở cho anh xem luôn. Mở gì? Đây là trái tim của dàn hồ mình. Đây là cái chỗ anh đứng là cái crum luôn. Đây em mở cho anh xem thử nha. Đây, dưới đây là cái máy lọc tự động. Rất là gọn gàng, sạch sẽ, rất là đẹp ha. Anh mở cái nắp đó, anh có cái nút tròn đó anh. Dạ, anh mở xong rồi mình sẽ đưa lên. Rồi. Đó. Đây. Đức bước qua đây sẽ thấy cái cặn, cái dơ nè, nó được xử lý nè. Em có thể mô tả sơ sơ về cái gọi là cái quy trình hoạt động của cái này không em? Dạ. Thì đây trong hồ mình nó sẽ có những cái dơ, những cái phân cá mà nó thải ra. Ừ. Thì là nó cái hồ mình với lại cái máy này nó quy tắc nó là bình thông nhau. À. Ha, thì ở đây á thì những cái phân á dơ anh thấy nước nó lúc nào nó đang đẩy lên. Ừ. Thì từ em đây em có hút mặt hút đáy, từ những cái hút mặt hút đáy thì nó sẽ đưa qua cái ngăn này. Khoan cho xí nè, bạn thấy không, cái lưới lọc nó đang rất là dơ, có những cái tia nước rất là mạnh nó đánh nè, đánh đi tức thì luôn nè. À, có nghĩa là nó được làm sạch ngay lập tức chứ nó không phải cần cái thời gian ngâm là lắng này nọ mới xả ra ngoài. Thì trong quá trình mà nó ngâm lắng á, thì cái những cái chất dơ đó hữu cơ nó cũng hòa tan vô trong nước rồi, nó làm cho cái nước mình nó bị kém chất lượng rồi. Còn cái này là nó có dơ nó xử lý liền luôn đó các bạn. Dạ. Đẩy ra ngoài liền luôn. Đây là những cái dơ khi mà nó cũng không cho em nói luôn, nó muốn thể hiện. Anh thấy không, khi mà xịt qua một vòng cái lưới nó rất là sạch lại liền nha. Dạ. Rất là sạch sẽ luôn, tự động hết nha các bạn, tự động hết. À, đây em mô tả sơ ha, thì ngăn này là em gọi là cái khoang nước dơ. Ừ. Thì á, là những cái dơ, những cái phân cá được ở trong hồ á, được hút mặt và hút đáy, thì khi mà nó hút thì nó sẽ qua cái ngăn này gọi là ngăn nước dơ ha. Rồi. Thì á, thì nó khi mà cái nước nó lưu thông thì nó sẽ bị giữ lại bởi cái lồng lưới này. Ừ. Thì những cái nước sạch nó sẽ đi qua những cái lỗ li ti nó nằm ở trong cái lưới đây. Ừ. Đó, thì nước sạch nó sẽ thoát ra ngoài, còn những cái dơ nó được giữ lại ở trong cái lồng lưới đây. Rồi. Dạ. Thì á, khi mà dơ đến một cái mức độ nhất định á thì cái khoang nước sạch này nó sẽ hạ từ từ, tại vì cái lồng lưới của mình nó dơ thì nó sẽ bít tắc. À. Thì cái nước sạch đi qua nó sẽ bị giảm xuống từ từ. Ừ. Thì khi đó nó sẽ kích hoạt cái bộ cảm biến. Ừ. Dạ, thì á, là nó sẽ tự động nó xịt một vòng. Ừ. Thì những cái dơ nó được đẩy ra máng, thì ở đây á, em sẽ có một cái đường đi thẳng ra cái hố ga bên ngoài luôn. À. Dạ, thì á, là có nghĩa là trong đây là khi mà có phân cái nữa là cái phân nó được tách hoàn toàn ra khỏi nước luôn. Ừ. Đi thẳng ra hố ga bên ngoài nhà mình luôn. Rồi. Dạ, nên là nước sạch nó sẽ lúc nào nó cũng luôn luôn sạch. Ừ. Dạ. Anh còn cái chỗ trước. Này chỗ này thì mình có cần phải
Cái này tự nó đào thải ra ngoài ngoài luôn hả? Đẩy ra ngoài luôn hả? Dạ, thì đây là cái khoang nước dơ anh thấy không? Thì là lúc nào ở bên đây nó cũng sẽ dơ hơn đây. Tại vì cái nước dơ này nó được giữ lại ở trong cái lồng rồi. Dạ, thì là nó không bao giờ thoát được ra lồng. Nó chỉ thoát ra là nhờ những cái lỗ li ti trên lưới thôi. Dạ, thì đó, thì cái lồng mình sẽ giữ lại hoàn toàn những cái phân dơ. Và trong quá trình nó xịt nó sẽ đi thẳng ra ngoài hố ga luôn. Dạ. Tụi em có thêm một cái cải tiến mới nữa là trước đó là tụi em không có làm cái bộ này. Thì là cái máng của mình nó xịt dơ một thời gian nó sẽ bị động những cái phân nằm ở trên cái máng này. Thì bây giờ em đã trang bị thêm một cái bếp phun. Ở từ trong thì là những cái dơ để đảm bảo là hoàn toàn là nó đi thẳng ra khỏi máng luôn, nó không còn động lại trên cái máng này nữa. Là dạ. Thêm một cái bếp phun ngay đó nữa. Dạ đúng rồi. Dạ. Gọn thôi các bạn ha, gọn dạ, ha. Cái ngày hôm sau em sẽ nói anh thêm tất cả những cái công năng về cái máy này. Dạ, nó sẽ đi sâu chi tiết hơn một tí. Ok. Dạ. Cho người tiêu dùng hiểu được cái công năng, cái tiện lợi của cái dòng sản phẩm của mình. Dạ đúng anh. Dạ. Ưu điểm là này nọ. Dạ, tất cả những cái inox ở đây tụi em là inox 304 hết nên là không có chuyện mà rỉ sét. Dạ. Nhìn cái mối hàng hả bạn, nhìn mối hàng là biết chất lượng rồi. Dạ. Anh nhìn cái inox của em rất là dày. Dạ anh ơi. Quá đẹp. Đây là sản phẩm coi như là 100% Việt Nam luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Và được xuất khẩu luôn nha các bạn. Và nó hoạt động liên tục các bạn thấy không? Nó đều xài cảm biến hết. Tới cái mức dơ nào đó, đó là tự động nó sẽ xử lý. Dạ. Cái room này nó có hai chế độ. Chế độ thứ nhất á, là chế độ auto. Có nghĩa là khi mà nước dơ thì nó mới xịt, còn không dơ thì nó sẽ không xịt. Dạ, chế độ thứ hai của mình gọi là timer. Thì cái timer á, là có nghĩa là ví dụ như anh muốn á, là cái hồ anh ngày nào cũng có nước cấp mới vô. Thì anh sẽ set có nghĩa là 10 phút xịt lần hoặc là 15 phút hoặc là 30 phút xịt lần. Thì cứ đúng chu kỳ là nó sẽ xịt thôi. Dạ, anh nuôi cá nhiều hay cá ít gì á, thì cứ đúng chu kỳ là tự động nó xịt. Thì có nhiều anh em thích chơi timer là tại vì á, là họ muốn một ngày cái hồ họ thay cố định bao nhiêu đó lượng nước luôn. Dạ thì là họ sẽ chỉnh cái timer thì cứ 15 phút là nó xịt lần. Một cho cái dù... là hẹn giờ, còn cái là cảm biến dơ. Dạ, là nó rồi. Xử lý. Dạ. Nemo. Rất là gọn ha các bạn ha, chứ những cái hồ cá coi mà cái gọi là cái room mà theo cái kiểu cũ qua nhiều tầng nhiều lớp đồ này nọ thứ là chắc dạ. Nó cái kiếm cái lắm. Hệ thống lọc truyền thống cũ mà anh em trước đó sử dụng á, anh nhìn nó rất là phức tạp. Đúng rồi. Dạ, nó phức tạp và nó chiếm diện tích nữa. Đúng dạ, rồi. Mà nó lại thật ra thì nó cũng sẽ có những cái ưu điểm của cái hệ lọc truyền thống. Đúng chứ rồi. Không phải là em bác bỏ hoàn toàn. Nhưng mà là anh chơi cái con này để anh relax, anh thư giãn. Nên là cứ là anh nhìn thấy nước dơ anh chịu không nổi thì anh phải vệ sinh. Mà anh cứ phải làm anh quốc cả ngày, anh về anh không được hưởng thụ mà anh phải lôi anh vệ sinh, anh làm anh mệt. Dạ, nói chung mà là mất nó, bê hết các bạn. Dạ thì chơi cái máy này nó sẽ giúp anh nó quốc hết mọi thứ. Và nó tiết kiệm cho anh, thay vì là bây giờ anh đang có là 20 khối, em nói anh có 20 khối để anh chơi, thì nếu một cái bộ lọc truyền thống á, thì anh phải mất hết gần 10 khối để anh làm cái hệ thống lọc. Thì cái lượng cá anh nuôi nó không còn nhiều nữa. Nhưng mà là khi mà anh lắp cái máy này vô thì cái hệ thống lọc anh được nhỏ lại, thì thay vì 20 khối anh mất phân nửa đi, thì bây giờ anh chỉ mất khoảng 4 đến 5 khối. Phần còn lại không gian đó anh để nuôi cá. Cá dạ. Thoải mái hơn, nhiều dạ. hơn. Không gian rồi landscape, sân vườn các thứ dạ. nữa. Nemo cũng muốn lên clip nè. Em cũng rất là thích cá biển. Nên em đặt tên nó là con Nemo. Nemo luôn hả? Anh em mà sinh nhật cảnh mê là mê tùm lum hết à. Dạ. Không có mê ăn thử đâu. Giấu luôn ha các bạn ha. Nằm rất là gọn gàng, giấu luôn. Thì do đây là cái farm. Cái farm thì nó vậy. Còn ví dụ như ở gia đình mình mà muốn làm gọi là lót đá, lót đồ, landscape, tất cả mọi dạ, cái thì đẹp. Đây, đây là farm nên là tụi em làm vậy á, để mục đích đó tụi em dỡ lên dỡ xuống tụi em vệ sinh làm cho nó dễ. Chứ còn nếu mà ví dụ như một cái hệ lọc gia đình á, thì thường á đa phần em thi công cho mấy anh em á, thì thường là cái sàn này sẽ lót là cái sàn nhựa giả gỗ. Thì nó là một, nó như một cái sàn anh nhìn ở ngoài nhìn như gỗ tự nhiên vậy đó. Thì khi mà lên thì nó sẽ có một cái không gian thư giãn, ví dụ mình ngồi mình ngắm cá thì nó sẽ ok hơn, thẩm mỹ hơn. Dạ. Chiêu lắm, dính luôn. À, công ty mình là có thiết kế sân vườn hồ cá coi. Dạ, thật ra thì tụi em thi công hết luôn, tụi em làm tất cả những cái gì mà liên quan đến cá coi. Có nghĩa là tụi em cung cấp cái máy lọc tự động cho hồ cá coi, cung cấp cá coi, thi công hồ cá coi,
sân vườn tụi em cũng làm luôn. Làm như luôn. Anh Nam thấy ở bên nhà bên kia đó là tất cả những cái cảnh đó là anh em tự làm hết. Hay quá. Ở nhà mình làm hết luôn. Dạ. Bảo dưỡng bảo trì là có dịch vụ hết. Bảo dưỡng bảo trì rồi thức ăn luôn. Rồi. Dạ. Thiết bị lọc tất cả những mọi thứ. Dạ. Full luôn. All in one luôn. Là cái hệ thống này là nó giúp cho hồ mình nó hạn chế bị rêu. Yeah. Này nọ. Trời có kỳ anh đi cái hồ cá coi của anh kia mà anh cũng lu bu quá, rêu nó tràn lên cái mặt hồ. Thật ra không phải là hạn chế bị rêu, anh là nó sẽ hạn chế tối đa những cái chất hữu cơ nằm còn lại trong nước. Còn những cái hồ mà lên rêu á thì thật ra nó rất là tốt anh. À tốt. Dạ, dạ. Tại vì rêu nó sẽ có hai dạng là rêu nâu với rêu xanh. Thì những cái hồ mà mới tuổi giống như những cái hồ này thì thời gian đầu nó sẽ lên rêu nâu thôi. Khi mà nó có một cái hệ vi sinh ổn định, giống như cái hồ mà lúc nãy anh nhìn tụi em trước khi chuyển cá qua, thì bắt đầu nó lên rêu xanh. Thì những cái hồ đó là cái hệ vi sinh nó rất là ổn định. Còn rêu á mọc là tốt ha anh. Dạ, nó chứng tỏ là hồ anh nó có một cái hệ sinh thái khỏe nằm ở trong hồ. Ok. Thì rêu nó mới mọc lên vậy. Còn nếu mà không, những cái hồ mới anh thấy không, những cái hồ mới của em không có rêu. Dạ. Còn rêu mọc thì đó là một cái dấu hiệu tốt chứ không có vấn đề gì hết. Đụng cái được không? Thân quá ha. Thân quá ha. Cưng các bạn. Nó văn trắng bóc à. Da đen mà văn trắng bóc à. Này ngô. Chân ngắn vậy. Này like dòng nào đây? Dạ con đó là Phú Quốc đó anh. Phú Quốc thì nhìn cái form là biết Phú Quốc, cái mặt Phú Quốc rồi mà. Dạ dàn, nhưng mà dàn khung là không phải Phú Quốc, dàn khung này like cô ghi hay gì. Dạ em cũng không biết nó like cái gì nữa. Nhưng mà thấy cưng không? Ngoan. Dạ. Ngoan lắm anh. Nhưng mà đi vào trong đi. Hôm bữa tập cho lên. Hôm bữa tập. Ok bạn xong cái chiến đó nè. Nhìn ở đây có 1, 2, 3, 4 hồ, một hồ lớn, ba hồ nhỏ ha. Cái dàn cá mới đem về thì đang được ngâm trong nước như thế này. Bữa đó, để cho nó cân bằng cái nhiệt độ nước lại. Một tháng, một lát nữa, nửa tiếng, tiếng nữa chúng ta sẽ thả cá vào hồ. Ok, bây giờ sẽ quay qua kia vớt cá tiếp. Bữa sau chắc lên đây phải đập nó. Ok các bạn, sau thời gian chúng ta ngâm cái bịch cá ở dưới nước để cho hai cái nhiệt độ của nó cân bằng lại với nhau á, thì bắt đầu là chúng ta thả xuống hồ ha, mở bịch cho thả xuống hồ. Đợt hồ tung tăng rồi. Ủa bạn này sao thả ở đây trước em? Dạ không, tại vì em tính thả đây cho em quay video. À cá nó mệt á, em không biết khi nào em tới nên em thả trước các bạn. Ok này. Ok. Đâu để em gắn này luôn, gắn cái lồng rồi. Dạ. Vớt cái ống. Có em này sáng lúc mà vận chuyển á, nó bị hộc máu mang nên là nó mệt. À. Dạ. Hình như là đang chảy nước cho nó thêm oxy hả ta? Dạ. Cái cây mà khều á. À đây nè, đây nè. Đã không? Lọc ơi. Lọc. Phụ em đưa lên. Nó đang bé đó là quá trình vận chuyển nó bị mệt á, rồi đang để ngay cái dòng nước để thêm oxy cho khỏe. Giờ sẽ cho hai bé này ra khỏi bệnh ha. Nằm trên này dễ quay. Sẽ thấy hết được cái nét đẹp của em đó.
Này lúc mình tương tác với bé là cũng đeo bao tai vô để... Dạ, tại nãy có mấy em mà nó bị vết thương á, em xử lý á, nên em đeo bao tai cho nó an toàn. Ồ. Dạ, không để có nó lây từ bé này qua bé kia ha. Dạ, để cái tay mình nhiều khi nó không có được vệ sinh á. Dạ, khi mà anh chạm vào cái vết thương á thì nó sẽ dễ lở loét ra thêm. Ồ. Thường thường là khi mình chuyển hồ á là khoảng bao lâu là bắt đầu bé nó, các bé nó sẽ thích nghi coi như là ổn định? Dạ thì cũng tùy theo cái hồ, lúc mà mình thả mình phải kiểm tra mọi chỉ số nó ok thì cá nó sẽ thích nghi tốt hơn. Dạ thì nếu mà ổn thỏa thì em nghĩ tầm 2 đến 3 ngày là bắt đầu cá nó sẽ ok. Dạ giống cái hồ em thả hồi trước á thì ngày đầu tiên về cá nó rất là đừ, nó nằm xếp lớp hết luôn. Nhưng mà hôm nay là ngày thứ 3 mọi thứ nó ổn hơn nè. Giờ bắt đầu cá nó có biểu hiện nó đòi ăn. Mọi thứ đang tốt dần. Ừ. Dạ. Đó bạn phải kỹ ha, cá mới về cho vô những cái tăng này nè để theo dõi, dễ theo dõi quan sát cho bé nó thích nghi. Có vấn đề gì là mình xử lý ở đây nó cũng đơn giản hơn, không ảnh hưởng tới cái cộng đồng. Màu đẹp quá luôn các bạn, đúng là hai cái màu mà mình con thích này nhất. Cái này cái lồng vẫy nó gọi là cái Fukurin, con này cái Fukurin nó rất là đẹp luôn anh. Trời ơi nó đẹp. Lồng vẫy nó đều đều màu. Hồi lúc mà mình chưa có gặp cái màu này á, thì mình thích cái này và cái màu vàng đó. Nhưng mà gặp cái này là mình chịu không nổi màu vàng, chịu không nổi này luôn á. Để giữ được một cái con cá lớn mà nó đồng màu hết á anh, nó không có bị nổ màu hay là không bị lỗi bất kỳ một cái vảy nào, nó cực kỳ khó luôn á anh Nam. Đúng rồi. Ai mà mệnh hỏa chơi con này là rất là ok luôn nè. Quá đẹp luôn. Cái lứa này á, cái lứa này đợt rồi em về được 6 con. Em bán gần như hết rồi, còn lại 2 con. Cho bạn coi cái mặt của bé nó nha. Quá xuất sắc luôn. Đấy, anh Nam phụ em một tay đưa nó xuống hồ ha. Ok em. Dạ. Bình thường ví dụ có những cái con cá nhỏ thì mình cũng có thể mình bắt tay mình đưa xuống. Dạ, nhưng mà đối với những cái con cá lớn như vậy á, thì cái điều đó rất là mạo hiểm. Tại vì đôi lúc mình sơ sẩy mà mình trượt tay một cái nó sẽ rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Dạ. Té dập. Nên á, là mình sẽ bắt bằng cái bịch nó sẽ an toàn hơn. Dạ. Thì á, em cũng nói sơ là lúc mình bắt á, hai anh em mình á, khi mình cho bịch hai anh em mình đều thẳng tay nhau hết rồi mình hạ xuống. Okay. Thì cái đầu mà mở bịch này nè sẽ cho xuống trước. Dạ. Tại vì trong nếu mà mình không có thẳng tay mình bị cong tay thì cái body con cá nó sẽ bị cong. Đúng rồi. Dạ. Ảnh hưởng tới xương rồi ha. Dạ đúng. Đối với những em này thì cực kỳ nhẹ nhàng. Rồi em hạ xuống anh Nam sẽ rút bọc ra ha. Đây. Đón lại. Rồi anh Nam cầm một tay đây. Em ở đây. Ôi. Cực
thao tác luôn nha các bạn. Rồi. Rồi anh Nam rút bọc nha. Rồi anh Nam rút bọc ra đi. Đó. Tung tăng liền. Rồi, ok. Rồi, anh Nam rút bọc nha. Thả cá mà lát mình té xuống đây thả mình luôn. Khủng lắm. Thì mình có chia sẻ cái hồ này là mới build thôi nha các bạn, cho nên là cái vi sinh, cái chất lượng nước nó chưa có ok, nhìn nước nó không có trong lắm, từ từ. Dạ. Dạ. À. Tụi em có bỏ một cái dạng thuốc nó chung quy nó là kháng sinh, kháng sinh nhẹ, dạ. Nó giúp cho con cá nó đỡ không toàn. Cá nó màu thích nghi hơn. Dạ, nó sẽ thoải đỡ mái hơn, đỡ stress hơn. Nó bơm gì xuống đây em? Oxy hả? Chụp thêm thôi, phụ thêm hả? Bình thường khi mà bắt cá tụi em có một cái cây vợt này nè anh Nam. Dạ. Thì mình có thể là giữ nước. Cây vợt này em nhập trực tiếp từ Nhật về luôn á. Ồ. Dạ, có thể giữ nước để hoặc là bắt những cái con cá nhỏ. Còn riêng đối với những con cá lớn á thì tụi em không sử dụng cây vợt này. Dạ, tại vì nó rủi ro. Cái vợt này nó giữ nước rất là tốt anh Nam thấy không? Ồ. Phải có đồ chuyên dụng hết ha các bạn ha. Dạ. Cái vợt này em mua ở bên trại bên Nhật á là 250 đô một cây này. Ồ, gần 6 triệu bạc cái vợt các bạn. Dạ. Nó dữ luôn. À, con nhưng mà tiền nào của đó anh Nam, tại đúng vì rồi. em mua 7 cây, trong đó 6 cây là em nhập Trung Quốc về. Thì á là 6 cây kia em xài được 2 năm là bung hết. Cái này em xài đến nay là năm thứ 5 rồi, vẫn ok. Quá ngon lành dạ. Luôn. Tiền nào của đó. Té mình thả này nó tung tăng rồi đó. Hồ này sâu cũng chắc cũng bằng bên kia ha, 1m8 ha. Tám. Dạ. Dạ. Không nhưng mà không có đâu chứ mày. Dạ. Thôi. Khoan. Em lấy cái yellow powder ra pha thêm cho vô. Ở trong tủ lạnh á. Nghĩa là anh em ở farm đang giới thiệu cái quy trình dưỡng cá luôn, vận chuyển cá tới nơi dưỡng như thế nào cho con cá nó mau thích nghi, mau hồi sức, hạn chế bị stress các bạn ha. Thì sắp tới đây chúng ta sẽ được quan sát. Dạ. Hồ thứ hai anh. Thứ ba. Dạ. Ủa 12, nếu anh nói 12 là mai rồi đó, hôm nay 11. À mai về luôn. Ok, mai mình chiến tiếp. Dạ. Tội nghiệp, vận chuyển đi hơi mệt ha. À. Các bạn đó là cái rủi ro trong quá trình vận chuyển á. Dạ.
đau lòng quá thương. Dạ. Dù là rất là kỹ lưỡng rồi, kỹ lưỡng tay nghề tất cả mọi thứ ok, nhưng mà vẫn có rủi ro. Dạ. À. Dạ. À, nói nhỏ nhỏ thôi có vấn đề gì hết là mất chăm cũ hoặc hết nữa. Đau lòng không? Nhưng mà tiếc là thương con cá. Còn chơi thì nó phải có chịu những cái hao hụt này. Thương thương cá thôi. Dạ. 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 Đang để gần cái lượng nước xả ra để tăng cái oxy á. Nó thở nhiều hơn. Nó thở. Dạ. Dạ. Hay các bạn. Hôm nay được tham quan cái farm này cho nên là tìm hiểu thêm được những cái thông tin mà nếu mà bình thường nếu đi những cái cửa hàng thì chắc sẽ không gặp những cái trường hợp như thế này. Những ca này là chỉ có những cái farm lớn mới có tiếp xúc đồ này nọ. Tụi em đánh muối hột vô anh để dưỡng cá anh. Đây muối hột đang xả dưới là trắng trắng này muối hột các bạn. Muối nó cũng nó giúp làm phải ăn cá hơn hả ta? Dạ đúng rồi anh. Cũng có rất là nhiều cách. Đây. Cái này là cái gì em? Dạ cái này là cái kháng sinh mà nãy em nói á, lúc mà em có cho vào nước cho nó hơi vàng vàng á. Dạ thì cái kháng sinh này nó giúp con cá nó sẽ đỡ stress hơn. Nó có cũng có một ít tác dụng mà tăng nó làm an thần con cá. Nó sẽ đỡ stress hơn thì con cá nó sẽ mau hồi phục hơn. Dạ. Bỏ vô ngăn bơm ha. Dạ. Em có đổ vô ngăn bơm mà từ từ nó hòa tan vô cái hồ lớn sao không đổ trực tiếp ngoài kia hả? Hai đèn đó quê hả em? Dạ hai cái đèn này là đèn UV á, nó diệt tảo hay sao? Dạ đúng rồi, nó diệt tảo diệt khuẩn cho hồ. Nếu mà những cái hồ mà không có cái đèn UV, những cái hồ lớn mà không có đèn UV á anh, chạy một thời gian á tảo xanh nó dễ lên thì á, là nước nó xanh lè cá không, mình không thấy được cá. Dạ. Mấy cái, hai cái kia, cái đây với cái này, hai cái. Nghe mùi giống cam tăng. Cái muối mà thả vô hồ thì nó có tác dụng gì Long ơi? Dạ. 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 Thứ nhất muối là nó có hai mục đích, khi mình thả muối một là để ức chế những con vi khuẩn, hai là để cân bằng tạo cái độ thẩm thấu tốt nhất cho cá nó hòa nhập với môi trường.
À, dạ ok anh. Thì em biết rồi đó, môi trường nước mặn với nước ngọt nó khác nhau nè. Thì đó mình tạo một cái rồi là nó như thay đổi cái môi trường để cho vi khuẩn nó không có phát triển. Dạ. Dĩ nhiên là một cái hồ mới hoàn toàn như vậy thì là cái tỷ lệ mà bị nhiễm bệnh nó rất là ít. Dạ. Chỉ có là một cái là con cá nó yếu, nó mặn, nó hòa, nó có hòa với cái môi trường rồi cho nó đa phần. Những cái hồ mới vừa làm cái tỷ lệ cá mà bị bệnh hết nó rất là ít. Dạ. Nhưng mà tỷ lệ cá mà bị chết thì nhiều. À. Chính vì vậy mà phải có những cái lưới này nè, chống nó nhảy ra. Nó đa phần là cái khó chịu của môi trường mới. Tại vì khi em làm hồ công á, lúc nào cũng gì cho nó cái môi trường pH trong cái hồ mới nó luôn luôn cao. Ừ. Do cái nước ăn này nó có tí ra. Dạ. Thì nó là môi trường nó sẽ cao. Khi có một cái lâu rồi đó, mình cho ăn nó là pH trong nước mình được. Thì em thấy cái hồ kia, ví dụ như đi, do đó mình sẽ có những cái dịch vụ mà mình gọi là cân bằng cái pH, ví dụ như là san hô. Yeah. Luôn luôn giữ là ở cái 7.7.5 là môi trường hoàn hảo để phát triển con cá. Con cá này cái màu đỏ thì nó là cái pH ở trên 7. À. Màu đen nó phát triển được là dưới 7. Oh. Có nghĩa là nó sẽ phát triển mạnh đấy. Dạ. Do đó là mình phải cân bằng nó nhiều nữa. Dạ. Con cá nó sẽ phát triển đều đó. Dạ. Có những con mình nuôi ví dụ như con cá tre này ở hồ kia. Dạ. Nếu như mình nuôi pH cao quá màu đen nó lên nó được. Dạ. Lỡ lợt cái màu nó không có đặc sắc cơ. Dạ. Dạ. Thì mình tạo cái môi trường để cho nó tốt nhất từ đó là cá tre. Hay các bạn. Cái độ pH nó cũng quyết định cái việc dưỡng cái màu con cá, tùy các bạn nuôi con cá màu gì chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp nhất có thể cho sự phát triển của nó. Đối với người chơi thì theo cái kinh nghiệm mà làm con hồ con kiện á, thì tôi đang luôn luôn là giữ cái pH nó khoảng 7.7.5. Dạ. Thì pH buổi sáng thì buổi tối cũng khác nhau, nó có thể có cái độ pH tùy theo cái lượng natri và nước. Dạ. Thì khi mà tối á, chiều tối thì vật vật kia á, những lượng ăn kia rất thấp, thì lúc đó hồ mình đi ăn rất là thấp. Dạ. Nó là để tụt xuống, khi mà mình để cho nó lợt ngang khoảng 1 trận. Dạ. Thì con cá nó sẽ không bị thấp. Dạ. Không chênh lệch quá nhiều ha. Cái biên độ nó thấp thôi. Đúng, mà biên độ thấp. Cái nhiều đi nó có hẹn chứ nữa, nhưng mà có phải là có hẹn thời gian để con cá nó lại đắt, nó thích nghi được. Dạ. Anh thấy nó cũng tung tăng đầu này nọ ha, cũng khỏe. Dạ. Đó nó thương bé đó thôi, bé đó nó hơi này đa số là tung tăng khỏe mạnh. Có nhiều cái phương pháp dưỡng cá. Cũng có nhiều loại thuốc để sử dụng trong hồ cá. Nhưng mà là tụi em lúc nào cũng chọn cái phương pháp tự nhiên, ví dụ như muối hay là nếu mà có đánh kháng sinh tụi em cũng sẽ sử dụng cái loại rất là nhẹ. Dạ, tụi em muốn đưa mọi thứ về tự nhiên hết. Dạ, khi nào mà cần thiết lắm á, thì em mới sử dụng thuốc thôi. Chứ em không có lạm dụng thuốc, có nghĩa là bị cái gì đó là quýnh thuốc, bị quýnh nó lợn luôn. Nó cũng dạ, đúng kháng rồi. Sinh mà đánh nhiều quá lợn luôn. Dạ đúng rồi anh. Với lại có một cái nếu mà anh sử dụng lạm dụng thuốc nhiều quá nó sẽ gây cho con cá là bị chậm lớn nữa. Dạ. Kháng sinh là không nên. Đó là lý do mình nói là khi mình chơi cá coi này chứ nước. Dạ đúng rồi. Cái môi trường nó tốt thì con cá nó sẽ ít bệnh, mà ít bệnh mình mà xử lý gì đó. Thì nếu mà nó có bệnh, tất cả các loại bệnh luôn, gần như là muối nó sẽ giải quyết được nó tùy theo cái nồng độ muối. Dạ. Mà mình xử lý bằng thuốc quá quá ẩm á, thì nó sẽ còn lại cái dư lượng trong hồ mình, lúc con cá nó sẽ về lâu thì lại nó phát triển được. Coi như có tác dụng phụ á, kiểu kiểu á. Dạ. Còn để phát triển như vậy thì nuôi nó thì nó có những cái phát sinh mà mình không đoán được, tại vì mình nuôi vật sống mà. Dạ. Không biết cái xì tai xăm mình kiểu này có trước hay là cái con cá này được tạo ra trước, mình thấy nó liên quan quá luôn. Cái kiểu xăm mình của Sakura nó giống quá luôn á. Không biết cái nào ra trước. Mấy ông xăm mình nhìn này xăm theo hay là hai bên lồng ngực là trẻ ra. Sao nó nhìn nó đặc biệt ha anh. Ờ quá đặc biệt luôn á. Giống như hồi nãy ông nói thường chơi ấy, thường nó lấy cái đó
nhưng mà một con chu chu này nó biến được cái thái nó như vậy đó. Nó tên là chu chu. Chu chu nha. Đúng rồi, nó biến được cái body nó như vậy, rồi cái cái nó như vậy đó. Tư tính nó vậy, nó như vậy, nó như vậy, nó khó. Nó là một con cá tốt. Dạ. Thì cái dòng da trên đó, em nghĩ là tỷ lệ cái bụng nó bị khỏe là rất là cao. À. Một cái chất lượng nó giữ được cái cơm, nó ăn uống dùm cái nó khỏe. Dạ đúng rồi. Em thấy đa phần những cái dòng da trơn là cái dòng mà nó thứ nhất là cái dòng nó lên sai cái này, thì nó lên sai chậm nó tạo ra cái dòng như cái độ máy nó chịu nó không biết rồi. Dạ. Đó là lý do mà ở Nhật em thấy là mua cá chút xíu gì nè, nó có thể là 5.000 đô, 10.000 đô, em mua cá bự dạng bằng thì cũng có thể 2.000 đô. Dạ. Quan trọng là nó có hài hòa, nó có đẹp, cân đối hay không. Dạ. À, mọi người có giờ nghe nuôi con cá mà nuôi body rồi bụng khỏe rồi mấy cái từ này nghe khá là lạ lẫm trong trong đối với cá ha các bạn ha. Nếu mà ai chưa từng tiếp xúc, ví dụ như mình đây cũng có đi chơi quen biết rồi nhiều hỏi, nhưng mà bản thân mình nghe cũng lạ. Cá mà có bụng khỏe nè, nuôi body các thứ nè. À. Giống như nãy em có nói anh Nam á, một cái con đơn sắc, con mà anh Nam kêu là cái màu giống Dracula đó. Dạ. Đó, em nói anh là một cái body cá hoàn hảo, là cơ bản là tại vì nó to. Nhưng mà nó to đều hết con cá luôn. Dạ, có nhiều con là cái vai nó rất là to nhưng mà cái đuôi nó lại nhỏ. Thì nó sẽ mất cân đối, hoặc là có nhiều con nó to nhưng mà bụng nó phệ. Dạ, nó cũng là một trong những cái lỗi về body. Còn cái con này nó to đều và đặc biệt là nó không có bị sệ, nó không có bị to bụng về body. Thì đây là, một, dạ, đây là một cấu trúc cá rất là tốt luôn anh. Dạ. Tuyệt vời luôn. Thì nhìn cá không biết nói gì hơn hai từ tuyệt vời luôn. Anh nhìn nó đẹp, coi như là mứt rớt luôn. Dạ. Không có lỗi lầm hay là cái gì cả. Tôi muốn mình đi sâu chút nữa thì mình sẽ biết là tại sao ở Việt Nam mình nuôi cá lớn lên có chứ không? Dạ. Nhưng mà tại sao nó lại vậy? Tại sao nó nhập cái lớn nó nhập vườn nó rất mắc, rất mắc như thế này đó. Nó có rất là nhiều yếu tố khác nhau đến đâu. Thì đối với người chơi thì nếu như mà chơi chuyên á thì người ta có thể nhập vườn cái chất lượng con cá. Và người ta nhìn cái tẩy của nó, người ta nhìn cái tích tứ của nó thì người ta sẽ chấp nhận cái giá đó. Còn đối với những người mà mới chơi chỉ nhận thấy con cá nó lớn, tại sao mà đáng giá 50 cân đi, ví dụ bán giá 50 cân là 5.000, tại sao mình kia bán giá 50 cân là 20 triệu? Người ta không có hiểu. Dạ đúng rồi. Để tạo được con cá nữa lên 50-55 cm cực kỳ dễ. Nhưng mà nó lên thì nó lại như thế này. Dạ. Còn nuôi, nếu mà nuôi mà để cho nó lên được 50 ở Việt Nam thì nó nuôi lên chọn 6 tháng. Thì chán giống như là chán ngang xuống nhà, nhà thấy cái đám dưới hộ đó. Dạ. Thật ra nó là 40 mấy 50 đó. Lúc tụi anh nhập cái lô nó về để làm cái event go out. Dạ. Chuẩn bị như mốt chắc mời ngang qua. Dạ. Thì tụi anh nó làm cái event go out cho cả nước luôn. Dạ. Thì lúc mình nhập về nó có 18-20 à. Bữa nay nó như là cấp tệ nhưng mình nhập cái đó về nó thì bỏ. Dạ, 19-23. Thì tới bây giờ nó mấy tháng là nó lại lên 50. Dạ. Nhưng mà lên để đẹp và lên để mà phát triển tốt là một cái vấn đề khác. Dạ. Còn nếu như mà lên con cá rồi nhìn nó tại nhà thì cũng như thằng. Dạ đúng rồi. Dạ. Nó có nhiều yếu tố để thì giờ biết là cái nghĩa là cái chủ đề của em là như thế nào, như thế kia con phúc ra từ đầu hết luôn. Dạ. Thì anh sẽ chia sẻ nó từ phần, ví dụ như từ cái khâu chọn cá nhỏ rồi chọn cá lớn rồi lại sao nó cấu thành cái giá được như vậy để trên ta hiểu là ta chắc được cái giá trị của nó không. Còn nếu như giờ nó ra phần người chơi họ biết là cá coi đúng không anh, nhưng mà dĩ nhiên là nó có con đẻ chứ không phải là con được mắt. Dạ. Không hay anh, bữa nào anh có thời gian á, anh thiết kế gọi là làm cái series mà từ đầu luôn. Dạ. Chỉ cho người ta giống như anh vừa. Dạ. Nói là lựa con cá như thế nào và. Dạ. Giá trị như sao. Dạ. Từng bước. Dạ. Tại vì đa số người chơi mà không có chuyên thì người ta không có hiểu cái giá trị. Ta. Dạ. Chỉ nhìn cái ok tính bằng cm. Dạ đúng rồi. Rồi khi một cái như là chỉ
thuật về hồ, nghĩa là tại sao có người làm cái hồ rất là mắc, tại sao có người làm cái hồ rất là rẻ. Dạ. Thì cái gì cũng vậy, rẻ thì nó cũng có cái giá trị của rẻ, nó mắc cũng có giá trị đó. Dạ. Thì quan trọng là trong cái hồ người ta có đặt cái chất cát, bây giờ nó khác như là cái hồ là đạo và hồ lại. Dạ. Nó lại như vậy. Ừ, cá chép quá rồng rồi nhóm luôn. Có quay được khúc đó luôn hả? Hay đó. Đó em nói về cái môi trường mới. Dạ. Dạ. Rồi có những con nó phát hiện nhiều hơn, nó sẽ quá rồng luôn. Dạ. Múng ra ngoài luôn. Nhưng mà đã này nó bay không cao được. Cá con mình nuôi cái những chủng cái tô lấy sáng nắng xuống cái này có nóng quá có ảnh hưởng gì nó cá mà. Thực tế thì nó rất là cần. À, rất là cần nắng. Đúng rồi. Bên hát là cái gì rõ này nhưng mà không có nát thì con cá sẽ bị nhạt à. Dạ. Em đi nhiều thì cũng thấy có những con cá dòng của con chua này nhưng mà có màu cam nhưng mà màu đỏ, con thử hay là màu đỏ. Dạ. Không em thấy đa số là màu cam á chứ đâu, tại vì nó không có nhìn nó không có bắt mắt, còn này nó gọi là sao nó phân biệt rõ ràng. Dạ. Tương phản trắng là trắng, đỏ là đỏ. Đúng rồi, nó không có lem mà nó cái màu đỏ rất là đậm. Thật ra là hồ cá coi rất là cần nắng anh, nếu mà không em chưa. Dạ rồi em mới ăn nhanh vậy. Nãy em tranh thủ cũng làm luôn rồi. Ờ, hồ cá coi này thật ra cái phương tiện cho mấy anh em khoan tiền nào khoan hả em đi gần bây giờ cũng ngồi xong. Ok các bạn, sáng giờ chúng ta đã được tham quan cái những cái bạn cá coi rất là tuyệt vời luôn, rất là đẳng cấp luôn, và xem qua coi như tìm hiểu được cái quy trình vận chuyển cá từ một cái hồ cũ sang một cái hồ mới ha, làm như thế nào để cho các bé nó dễ thích nghi nhất đó, và khi mà gặp sự cố là chúng ta có những cái bước can thiệp đó, giống như bé này bắt đầu khỏe lại nè đó. Hồi nãy là bé này nó bị vấn đề là nó bị chảy máu màng nè. Dạ, nó bị hộc máu màng. Hộc máu màng thì lúc đầu ngâm ở đây thì anh em lo vận chuyển cá không có để ý cho nên là can thiệp nó hơi chậm, tuy nhiên là cũng may mắn là bé nó đã khỏe lại ha, hay tương đối anh. Dạ. Hồi nãy lúc mà em thả xuống là cá nằm ngang luôn như đây. Nó là lo nó ok lại đó. Dạ, mừng quá các bạn. Anh em chơi bếp đó, giống như nãy giờ có anh chia sẻ, nếu mà hôm nay mà nếu mà có cái gì đó không có may mắn á, thì có thể mất 100 củ ha. Dạ. Như chơi không nói tụi em đang bán ở ngoài thị trường là 5.000 á anh. 5.000. Dạ, hơn 100 củ. Dạ. Thì nói chung là nếu mà đã yêu thương động vật rồi á thì đôi khi mất tiền á nó là cái đằng sau, quan trọng là thương cái con bé tội nghiệp nó dạ, bị vấn đề đồ này nọ ha. Đôi lúc có những cái con cá mà anh nuôi giống như từ em nói anh nhập về size 50 anh nuôi đến tầm size lớn thiệt lớn thì cái tiền nó không có còn giá trị nữa. Đôi lúc anh cầm 5.000 nhưng mà anh lại không mua được cái con mà anh yêu thích nữa. Dạ, có tình cảm mình trong đó nữa. Dạ, cho rồi là... khi mà anh nuôi được một con cá thành công anh cảm thấy rất là sướng trong người. Dạ, nên là mình phải cố gắng sao để giữ cho con cá nó ở trạng thái tốt nhất có thể. Dạ. Bởi vì mình nói những anh em mà chơi bét hoặc là làm nghề với bét á là rất là kỹ tính, không có dám cẩu thả, bởi vì bất kỳ một cái sai lầm nào cũng phải trả giá bằng tiền hoặc là rất là nhiều tiền. Mà quan trọng nữa là cái tiền là cái phụ thôi, quan trọng là nhiều khi cái mood của mình, cái cảm xúc của mình đặt vô trong đó mà coi như là hư bột hư đường vì cái cẩu thả của mình. Các bạn là tự trách bản thân dữ lắm đó. Ok các bạn, rồi buổi sáng ngày hôm nay chúng ta đã được tham quan những cái học hỏi, những cái kinh nghiệm cũng như là những cái sự chia sẻ rất là hay ho ha, và hứa hẹn là vẫn còn nữa đó. Long nói là sẽ làm một cái series luôn. Dạ. Một cái series về chọn lựa cá, về cách set up, về kể cả hệ thống lọc, xây hồ tùm lum luôn. Lần tới em sẽ chia sẻ cho anh, khi mà cá nó khỏe em sẽ chia sẻ cho anh hai con cá cùng về cái size, cùng về kích thước, cùng về phân loại luôn, nhưng mà là cái giá trị nó khác nhau. Thì nó khác nhau ở cái điểm nào, con nào body đẹp như thế nào á, thì em sẽ nói cho anh Nam quá tuyệt vời luôn. Dạ. Cũng giống như bên Igu các bạn, mình cũng đã từng bắt hai con Igu mà nếu mà người bình thường nhìn vô thì tưởng là mọi giống nhau, nhưng mà thật ra nếu mà phân tích kỹ ra là một con, ví dụ một con 1 triệu, con kia tới mấy trăm triệu rồi. Nó chỉ có những cái điểm nhỏ nhỏ nhỏ, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ vô thì chúng ta mới biết được cái giá trị nó nằm ở đâu. Thì cái những anh em làm nghề cũng như anh em chơi lâu có kinh nghiệm sẽ cố gắng giải thích cho người chơi mới
tìm hiểu phân biệt được cái giá trị của cái con cá nó nằm ở đâu, con bé nó nằm ở đâu ha. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe ha, và xem clip vui vẻ. Đây là Long ha, chủ của Aqua Studio đây. Thì mọi người sau này mà muốn tìm hiểu về cá coi thì có thể connect với lại Long. Yeah. Còn cần thông tin connect thì có thể nhắn tin cho mình hoặc là comment bên dưới, mình sẽ chỉ cho các bạn. Bye bye.